Thưa quý vị, trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất Tổ quốc trong thế kỷ 20, ở Việt Nam đã xuất hiện rất nhiều người phụ nữ anh hùng, quả cảm ở các lĩnh vực khác nhau. Một trong những người phụ nữ đặc biệt ấy là bà Nguyễn Thị Định. Tên tuổi Nguyễn Thị Định, nữ tướng của thời đại Hồ Chí Minh, đã đi vào lịch sử như một huyền thoại. Cuộc đời, sự nghiệp, khí chất tinh hoa của bà đã gắn với cách mạng, với Nam Bộ, hiện thân cho vẻ đẹp thuần khiết, tuyệt vời của phụ nữ Việt Nam. Ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng ngày này năm xưa tìm hiểu về cuộc đời của nữ tướng huyền thoại này. Nguyễn Thị Định sinh ngày 15 tháng 3 năm 1920 tại xã Lương Hòa, huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Bà tham gia hoạt động cách mạng từ năm 16 tuổi và chỉ 2 năm sau đã vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Tháng 4 năm 1946, bà được cử ra Bắc báo cáo với Bác Hồ về tình hình chiến trường Nam Bộ và sau đó được giao trọng trách làm thuyền trưởng, có nhiệm vụ vận chuyển 12 tấn vũ khí từ Bắc vào Nam bằng con đường biển, từ đó mở ra đường Hồ Chí Minh trên biển. Đối với Trung ương thì chiến vượt biển báo cáo của cô Nguyễn Thị Định nó đã giúp cho Trung ương có cái cơ sở để hình thành cái đường lối, cái sách lược, cái chủ trương cho cách mạng miền Nam trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp và sau này. Riêng đối với cái phong trào cách mạng miền Nam thì cái chuyến ra Bắc của cô Nguyễn Thị Định nó đã giúp cho cách mạng miền Nam nó có cái sự kết nối chặt chẽ hơn với Trung ương, và có thể nói rằng cô Nguyễn Thị Định là một trong những cái người đầu tiên tiên phong mở đường mòn Hồ Chí Minh trên biển. Giai đoạn năm 1954-1959, bà được chỉ định làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy nên bị chính quyền Ngô Đình Diệm giáo giết tìm bắt. Năm 1960, bà được bầu làm phó bí thư và sau đó là bí thư tỉnh ủy Bến Tre để cùng với những người yêu nước khởi xướng phong trào đồng khởi, mở đầu cho cuộc chiến tranh chính trị kết hợp đấu tranh vũ trang rộng khắp miền Nam. Cô Nguyễn Thị Định là chỉ huy quan trọng nhất của phong trào đồng khởi. Và sau phong trào đồng khởi này, Trung ương có những cái quyết sách chủ động hơn đối với phong trào đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang. Cô Nguyễn Thị Định lãnh đạo phong trào đồng khởi thì ở Bến Tre nó có chỉ hơn 180 đảng viên thôi. Cô là phó bí thư tỉnh ủy. Thì sau thắng lợi của phong trào đồng khởi, chúng ta có một cái vùng căn cứ địa tại chỗ liên hoàn. Và trên cơ sở đó nó hình thành cái thế tiến công cho cách mạng miền Nam và là cái nền tảng để xây dựng mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam. Giai đoạn 1965-1974, bà được bầu là phó tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang quân giải phóng miền Nam. Tháng 4 năm 1974, bà được phong quân hàm thiếu tướng, trở thành nữ tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Sau khi đất nước thống nhất, bà được Đảng và Nhà nước giao nhiều trọng trách. Ở cương vị nào bà cũng xử lý công việc đầy trách nhiệm và tình người. Trong lòng bạn bè thế giới, bà là biểu tượng của cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, là trung tâm đoàn kết các lực lượng tiến bộ trên toàn thế giới. Phó Tổng Tư lệnh Quân Giải phóng miền Nam là cô Nguyễn Thị Định. Cả thế giới chỉ nước ta có vị tướng là gái như vậy. Thật là vẻ vang cho miền Nam, cho dân tộc ta. Ngày 26 tháng 8 năm 1992, bà đột ngột qua đời sau một cơn đau tim nặng, hưởng thọ 72 tuổi và được an táng tại thành phố Hồ Chí Minh. Bà Ba Định đã sống một cuộc đời trọn vẹn với non sông đất nước. Cuộc đời dù trải qua nhiều mất mát đau thương, nhưng bà đã vượt qua tất cả, luôn sống trọn vẹn nghĩa tình với đồng đội, với nhân dân, hy sinh mọi hạnh phúc riêng tư để lo toan cho hạnh phúc của mọi người. Để tri ân công lao đóng góp của nữ tướng, ngày 30 tháng 8 năm 1995, bà được nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.